Mới đây, bác sĩ tâm lý Asad chia sẻ với tờ báo Good News câu chuyện tưởng đùa như thật khi một người đàn ông sống tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã quyết định ly hôn người vợ trẻ của mình chỉ ít ngày sau khi tổ chức đám cưới và lần đầu tiên thấy được gương mặt thật không trang điểm của vợ mình. Theo bác sĩ Asad, người phụ nữ 28 tuổi đã tìm đến phòng khám của ông để điều trị những đau khổ về tâm lý gây ra sau cuộc ly hôn nhanh chóng và bất ngờ. Bác sĩ Asad cho biết thêm, người phụ nữ này đã kết hôn với một người đàn ông 34 tuổi 6 tháng sau khi chấp nhận lời đính hôn. Điều đáng nói là trong quá trình yêu nhau cho đến lúc kết hôn, người đàn ông này chưa từng được nhìn thấy gương mặt mộc không trang điểm của cô gái. Chỉ đến khi cặp vợ chồng mới cưới này ghé thăm bãi biển Marmara, Dubai vài ngày sau lễ cưới và trong lúc cả hai đang tắm biển, nước biển đã cuốn trôi lớp hóa trang trên gương mặt cô gái. Người chồng sau đó rất sốc khi nhìn thấy gương mặt của vợ bên dưới lớp trang điểm và thậm chí anh cho biết không còn có thể nhận ra được gương mặt của vợ mình nữa. Người đàn ông này sau đó đã rất tức giận, buộc tội vợ mình lừa dối anh ấy bằng việc sử dụng quá nhiều mỹ phẩm và gương mặt thật của cô không xinh đẹp như trước khi làm đám cưới. Cuối cùng đã quyết định ly dị vợ mình chỉ vì một thời gian ngắn sau khi cưới. Người vợ sau đó đã phải thừa nhận với chồng rằng cô đã trải qua quá trình phẫu thuật thẩm mỹ trước lễ cưới và cô phải mang lông mi giả. Cô đã từng thừa nhận với chồng nhưng sợ lễ cưới bị hủy bỏ nên đã phải giữ bí mật cho đến khi bị phát hiện và có vẻ như lời thú nhận đã quá muộn màng. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc này. Trước đó, vào tháng 8 năm 2015, một cuộc ly hôn vì lý do tương tự cũng xảy ra với một cặp đôi mới cưới ở Algeria. Theo đó, dù đã thề non hẹn biển, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn ở bên người phụ nữ mình đã cưới làm vợ. Nhưng người đàn ông này đã không thể giữ được lời hứa. Sau đêm tân hôn ngọt ngào, sáng hôm sau, mở mắt ra chú rể đã thực sự sốc khi không thể nhận ra vợ của mình. Thậm chí, anh ta còn tưởng vợ là trộm đột nhập vào nhà. Sau khi hoàn hồn và xác định chính xác đó là người phụ nữ mình cưới làm vợ hôm qua, anh chồng đã quyết định đưa vợ ra tòa vì tội lừa đảo và khiến mình bị tổn thương sâu sắc với lớp hóa trang quá kỹ. Chú rể mới thậm chí còn đòi cô dâu phải bồi thường 20.000 USD, tương đương khoảng 460 triệu đồng về tổn thất tinh thần mà anh ta phải chịu. Hay như tại Trung Quốc, một người đàn ông Trung Quốc đã đệ đơn kiện lên tòa án địa phương cáo buộc vợ không chung thủy. Anh khẳng định không bao giờ là bố của những đứa bé xấu xí như vậy. Để biết chính xác đây có phải là con của hai người hay không, một cuộc xét nghiệm ADN đã được tiến hành. Kết quả xét nghiệm khẳng định bé gái là con của Giang Phang. Song mới đây, người vợ của Giang Phang mới thừa nhận rằng cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc trước khi tiến đến hôn nhân với anh. Cuộc phẫu thuật tiêu tốn khoảng 100.000 USD. Tòa án địa phương cũng đã xét xử đơn kiện của Giang Phang về vụ việc giờ khóc giờ cười này. Giang Phang đã được bồi thường khoản tiền là 120.000 USD.